Xin mời cả nhà, chúng ta bắt đầu khởi bằng xoa tay thật ấm nóng lên, ấm nóng nhuyễn lên và ấm nóng đỡ lên, và chúng ta chăm sóc cái mặt 100 cái. Và chúng ta tiếp tục xoa tay ấm nóng lên, xoa tay thật ấm nóng lên, và chúng ta dùng phần mềm đầu ngón tay phải đầu từ trước ra sau. Chúng ta làm cái này trong vòng 1 phút rưỡi. Xin mời chúng ta lại xoa tay ấm nóng lên này, nóng ấm lên nữa, và chúng ta cùng nhau thương yêu chăm sóc đôi tai. Ta về cái vành tai, nếu mà chúng ta cũng lại cái lúc ngồi của mình sẽ có rất nhiều những cái điểm khi về ở trên tai nó hơi đau đau dễ chịu, và đấy là những cái tín hiệu tuyệt vời cho chúng ta kết nối với nó và chăm sóc cơ thể sinh ra đôi tai. Rồi, mời chúng ta xoay tay nóng lên. Xoay tay ấm nóng như là một cái nghi lễ kết nối, sự sẵn sàng. Và khi chúng ta làm ấm nóng lên, thì cái năng lượng kết nối, năng lượng sẵn sàng đấy, chúng ta chuyển sang chăm sóc thương yêu cái cổ.
chúng ta chăm sóc trên cái chổi của 500 cái tương đương với khoảng 5 phút cả nhà. Khi chúng ta làm, chúng ta chuyển tư thế của xoay phải xoay trái cúi người để cho cái tay nó tiếp cận vùng cổ, nó xoa sát bóp ấn, nó sẽ tiếp cận những vị trí, và lúc đấy cái sự thấy biết, cái trực giác nó sẽ giúp người tay biết phải làm gì. Ta làm nhiều, chúng ta kết nối trọn vẹn với nó, cái tay sẽ biết phải làm gì. Rồi xin mời chúng ta cùng đứng lên. Ta xoa tay ấn nóng lên và chăm sóc cái thắt lưng. Chúng ta luôn nhắc nhớ cái thắt lưng này là cái khu vực đồng thanh tương ứng với khu vực cổ. Thứ hai là thắt lưng này là phủ của thận, thận chủ cốt yếu. Cái vòng thứ ba là cái trung tâm này, nó chính là cái khu vực, và theo quan điểm năng lượng thì cứ đơn sang tự tin, dũng cảm, đối đầu, vượt qua, hành động, cái năng lượng này nó nằm ở đây. Lợn vuốt dọc theo sống lưng của thầy. Chúng ta xoa ngang, xoa dọc, làm cho nó nóng ấm lên, làm cho nó thư vận ra. Trong lúc đấy thì chúng ta cũng thay đổi cái vị trí đi để chúng ta cảm nhận được. Nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta là phải làm thư giãn lưng cơ, tăng chắc lưng cơ, lưu thông khí huyết ngay ngắn ngay thẳng cuộc sống khu vực đấy.
Rồi xin mời chúng ta thả lỏng. Thả lỏng đây. Chúng ta đứng hai chân song song, rộng bằng vai. Và chúng ta thực hành cái động tác nhún chân đậm gót, thả lỏng phần trên, nhún chân đậm gót. Chúng ta làm nhẹ và làm nhanh. Chúng ta làm nhẹ và làm nhanh. Rồi chúng ta từ từ tăng tốc, tăng từ độ, tăng tốc độ dần lên, và quan trọng nhất là mình cảm nhận được sự phù hợp với chính cơ thể mình. Rồi chúng ta đung đưa, chúng ta đung đưa thắt lưng này. Ta đung đưa thắt lưng. Chúng ta đánh ngang thắt phải sang trái. Đánh ngang cái vị trí. Chúng ta xoay vòng tròn. Bên phải tay trái. Trong quá trình chúng ta vận động, chúng ta vẫn quan sát cái sự ngay ngắn, thư giãn, và đặc biệt là quan sát hơi thở vào, hơi thở ra. Chúng ta xoay ngược lại, xoay vòng tròn, xoay đi xoay lại, ta xoay số 8 và vẫn không quên chú ý vào hơi thở. Từng hơi thở vào ra trọng điểm. Năm, bốn, ba, hai và một. Xin mời chúng ta đứng ngay ngắn, thư giãn thở lỏng. Chúng ta chuyển sang năm cái động tác tập yoga, yoga cho mình không ngay ngắn thư giãn. Chúng ta tập năm động tác cổ vai tay, mỗi động tác tập với 6 hơi thở. Động tác thứ nhất cúi người, thở ra chúng ta từ từ người cúi xuống. Hít vào từ từ ngồi xuống, thở ra cúi xuống thở. Hít vào từ từ ngồi xuống,
ta tập tiếp tụ số mình. Hơi thở thứ sáu, hít vào, thở ra về giữa, vào. Chúng ta chuyển sang hơi thở. Động tác thứ hai, động tác xoay cổ phải trái. Thở ra, ngay ngắn, chữ đẵn, thở. Hít vào, từ từ xoay cổ sang phải. Ra về giữa ngay ngắn thở hít vào từ từ xoay trái biên độ lớn nhất nỗ lực tối thiểu thở ra về giữa thả lỏng chúng ta tập tiếp 2 vòng 40 thở nữa. Thở ra về giữa ngay ngắn thư giãn thở chúng ta chuyển động tác thứ ba động tác nghiêng cổ phải trái hít vào từ từ nghiêng cổ sang phải thở ra về giữa thở hít vào từ từ nghiêng cổ sang trái thở ra về giữa thả lỏng chúng ta tập tiếp 2 vòng 40 thở thở ra về giữa ngay ngắn thở lỏng chúng ta chuyển động tác tiếp theo động tác xoay cổ 360 thở ra cúi xuống thở lỏng hít vào từ từ xoay cổ vòng tròn phải đằng sau trái đằng trước thở ra cúi xuống thả lỏng hít vào xoay theo chiều ngược lại trái bên sau phải trước cúi xuống thở ra thả lỏng chúng ta tập tiếp 4 hơi thở nữa
Thở ra chúng ta về giữa ngay ngắn thư giãn thở lỏng. Chúng ta chuyển sang động tác thứ năm, động tác xoay khớp bả vai. Hít vào, từ từ xoay khớp bả vai ra sau, lên trên, ra trước. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Hít vào, làm tiếp hai động tác tương tự, sau, trên, trước. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Hít vào, xoay sau, lên trên, ra trước. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Chúng ta làm ba động tác ngược lại, hít vào trước, trên, sau. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Hít vào trước, trên, sau. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Hít vào trước, trên, sau. Thở ra, thả vai, thả lỏng. Biết ơn cả nhà. Mời chúng ta cùng ngồi xuống và chuyển sang cái động tác tiếp theo. Cái động tác chúng ta tập trung vào hơi thở và ngôn ngữ cuộc sống. Động tác này chúng ta có thể nằm và ngồi, tuy nhiên chúng ta có thể ngồi để cho thư giãn. Sáng mai chúng ta có thể tập nhẹ nhàng. Sau đấy trong ngày các hoạt động sống và chiều tối chúng ta tập nặng rất nhiều cái phù hợp. Rồi chúng ta ngồi ngay ngắn thư giãn lần. Chúng ta hít vào thật sâu và thở ra thật chậm. Tâm trí kết nối trọn vẹn với từng giai đoạn của hơi thở vào ra. Chúng ta thực hiện cái nghi lễ này như là một nghi lễ kết nối tâm thân. Xin mời chúng ta tập tối thiểu 3 hơi thở. Ngay ngắn, thư giãn, thả lỏng. Ngay ngắn, thư giãn, thả lỏng. Hít vào, nén khí xuống đan điền, cảm nhận khí ấm nóng lên. Thở ra, thả lỏng cổ vai gáy, thả lỏng nữa ra. Với mỗi lời dẫn, chúng ta tập tối thiểu 3 hơi thở tương tự. Xin mời. Hít vào, nén khí xuống đan điền, cảm nhận khí ấm nóng lên. Thở ra, thả lỏng, phượng tiêu, cân bằng chức năng tâm thế. Hít vào, nén khí xuống đan điền, cảm nhận khí ấm nóng lên. Thở ra, thả lỏng trung tiêu, cân bằng chức năng nội tiết, gan, mật, tỳ, vị.
Hít vào, nén khí xuống đan điền. Thở ra, thả lỏng hạ tiêu, cân bằng chức năng bài tiết, sinh lý, vận động chi dưới. Hít vào, nén khí xuống đan điền, cảm nhận khí ấm nóng lên, nóng ấm nữa lên. Thở ra, thả lỏng toàn bộ cơ thể, kết nối hoàn hảo, cân bằng tuyệt đối và hợp nhất toàn diện. Ngay ngắn, thư giãn, thả lỏng. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Phình bụng, hít vào. Thoát bụng, thở ra. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, thư giãn toàn bộ cơ thể. Và trong cái trạng thái và quán tính tĩnh lặng này, chúng ta cùng nhau nhắc chứa hai điều. Thứ nhất là chúng ta cần kiến tạo cho một ngày thư giãn, thoải mái và hiệu quả. Đó là làm tất cả những việc ưu tiên và quan trọng nhất thành công như ý. Để làm tốt việc này, chúng ta cần phải có danh sách những cái việc ưu tiên và quan trọng sẽ làm trong ngày. Sau đấy là dùng kỹ thuật để thực hiện đạt được trạng thái lưỡng tâm tương hợp. Nghĩa là mong muốn bên ngoài thống nhất với niềm tin, với tiềm thức bên trong. Để làm được việc đấy, chúng ta cần có một môi trường bên trong cơ thể thoải mái, dễ chịu, tích cực nhất. Và đấy đã được chứng minh qua khoa học cổ đại cũng như khoa học hiện đại. Đó là trạng thái hormone đại diện cho lòng tri ân. Chúng ta có được hormone đấy bằng cách chủ động khơi gợi lòng biết ơn, lòng trân trọng và biết ơn, khuếch đại cảm xúc đấy lên. Và để có cảm xúc đấy, chúng ta chỉ tri ân khi điều chúng ta mong muốn đã đạt được hiện thực. Vì vậy, bằng việc nghĩ về những điều chúng ta có, nghĩ về những điều chúng ta may mắn, nghĩ về những điều chúng ta đã làm được rất tốt, đặc biệt là nghĩ về những bài học đằng sau những thử thách thất bại, nó sẽ cho chúng ta cái năng lực đó. Đấy là sự thoải mái, đấy là sự tự tin, tự hào
đấy là sự vui vẻ, và đấy chính là đại diện của những cái hormone tích cực. Và khi chúng ta biết tất cả mọi thành tựu, mọi điều chúng ta có đều là thành tựu của cả cộng đồng, chúng ta sẽ có cái cảm xúc biết ơn. Mọi việc chúng ta có được không phải hiển nhiên nhờ sự đơn độc một mình của chúng ta. Dù chỉ là một nồi cơm, để có một hạt gạo thì hàng vạn hàng triệu công đoạn tiến hóa và sự đóng góp của cộng đồng, chúng ta mới có lửa, có gạo, có nồi, có nhà. Đấy là chưa kể những bảo vật của thiên nhiên, đó là nước, đó là không khí, đó là ánh sáng. Tất cả những cái đấy đóng góp vào sự tồn tại của mọi chúng sinh, trong đó có ta trên trái đất này. Nhắc nhở thứ hai là chúng ta cùng nhau thực hành một trong bảy quy luật tinh thần của thành công theo tinh thần công đoàn câu lạc bộ. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày thứ nhất của tuần, chúng ta nhắc nhớ thực hành quy luật tiềm năng thuần khiết. Việc thực hành có ba ý. Ý thứ nhất là thực hành im lặng và tĩnh lặng. Thực hành giao hòa với thiên nhiên và thực hành không phán xét. Thực hành quy luật tiềm năng thuần khiết. Xin đọc nội dung tóm tắt phần thực hành. Tôi sẽ tiếp cận trường tiềm năng thuần khiết bằng cách mỗi ngày dành thời gian im lặng chỉ để hiện hữu. Tôi cũng sẽ ngồi thiền một mình trong im lặng ít nhất 2 lần mỗi ngày, khoảng 30 phút vào buổi sáng và 30 phút vào buổi tối. Mỗi ngày tôi sẽ dành thời gian giao hòa với thiên nhiên và lặng lẽ nhận thức khả năng thông minh vốn có trong từng sinh linh. Tôi sẽ lặng lẽ ngắm hoàng hôn hoặc lắng nghe âm thanh của đại dương hoặc dòng suối, hoặc đơn giản chỉ ngửi mùi của một bông hoa. Trong trạng thái tĩnh lặng của riêng mình và bằng cách giao hòa với thiên nhiên, tôi sẽ tận hưởng được nhịp đập của các thời đại, trường tiềm năng thuần khiết và sáng tạo vô biên. Tôi sẽ thực hành không phán xét. Tôi sẽ bắt đầu ngày của mình với câu nói: "Hôm nay tôi sẽ không phán xét bất cứ điều gì xảy ra." Và suốt cả ngày tôi sẽ tự nhắc nhở mình không phán xét. Ngay ngắn, thư giãn, thả lỏng. Năm, bốn, ba, hai và một. Xin mời cả nhà quay về với phòng Zoom. Chúng ta có thể xoa tay thật nóng ấm và áp cái đôi tay nóng ấm đến đôi mắt lên mặt của mình, cảm nhận cái hơi nóng của sự thoải mái, dễ chịu và thương yêu chúng ta dành cho đôi mắt, dành cho cô họ. Biết ơn cả nhà. Mời chúng ta
bật cam nếu có thể và giao lưu một chút. Buổi tập hôm nay là đến đây là hết. Hẹn Ừ, gặp ở sáng mai. hẹn gặp thầy sáng mai, em chào thầy và chào mọi người. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Chúc Ơn thầy và cả nhà năm mới ấm lành, hạnh phúc. Chào. Hẹn gặp lại sáng mai. hẹn gặp cả nhà. Dạ, con chào thầy, con chào cả nhà. Em chào thầy, chào cả nhà. Thầy, Xin cả phép nhà. tắt zoom nhé. Wow. 3, 2, 1, tạm biệt.